Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi có sao? Xem ta đây. Giờ đủ sức đánh với ngươi rồi chứ? Ngươi còn non lắm ta là ác mộng của cả thế giới. Chiều thức cướp linh hồn, chiều thức xàm vậy. Cái gì cơ sao có thể điều khiển linh hồn của ta? Anh hai mau dừng lại em không sao hết. Nhưng bọn nó làm em bị thương. Mau dừng lại. Cậu mau trở về trạng thái bình thường đi Lanosi. Có chuyện gì ở đây vậy Casey em có sao không? Casey và mọi người vẫn ổn nhưng em gái của CK bị câu phá hủy linh hồn và mất rồi. Cậu lại có thêm một sức mạnh mới đó là sức mạnh ác mộng. Vậy hiện tại tôi có 5 linh hồn trong người của tôi sao? Đúng vậy. Mừng là anh hai bình an vô sự. Cảm ơn em. Không biết ta có nên nói sự thật cho cậu không? Sự thật gì cứ nói đi. Khó nói quá. Cứ nói đi. Ta là mẹ của con và là gì của hai đứa? Đúng vậy đó mẹ của Lan Oxy là chị hai của cha. Vậy tại sao Lan Oxy lại kêu cha bằng cha? Vì Lan Oxy còn nhỏ mẹ của Lan Oxy mất chính là nữ hoàng nên nhờ cha nuôi Lan Oxy từ nhỏ tới lớn. Đúng vậy và bây giờ ta ở đây và là một phần linh hồn trong Lan Oxy để bảo vệ Lan Oxy. Cảm ơn chị vì luôn bảo vệ Lan Oxy. Cảm ơn chị rất nhiều. Vậy là khó hiểu quá. Con trai. Anh hai anh bị gì vậy? Anh không sao hết. Em có ổn không? Em ổn. Xong đại hội này em đủ 18 đúng không? Đủ rồi thì làm vợ anh nha. Dạ anh được đó cha mẹ đồng ý cho con cưới kesi tôi vẫn é có tôi nè em đồng ý lời tỏ tình của anh đại hội lớn giữ ha